Bà nội thôi thì mình sẽ gọi là cô chú đi ha. Tại vì chắc cô chú cũng tuổi còn khá là trẻ. Con chào cô chú. Dạ. Chào cô, chào chú. Dạ, chào. Ô, đợi cô chú, mẹ bé Kim Chi nói là ông nội bà nội về sớm lắm. Trời ơi. Khoảng 5 giờ về mà bữa nay về trễ bà nội. Bữa nay thấy quả rau nè. Dạ, rau muống ha. Bùi Hồ xin chào cô bác đến chị trong một buổi chiều như thế này. Bây giờ thì cũng gần 6 giờ rồi. Các anh em sau khi thực hiện thước phim về bé Kim Chi á, thì đợi tình cờ thì gặp ông bà nội. Ông bà nội của bé bơi về nè, cô bác anh chị. Thấy cảnh gọi là ông bà nội thôi thì mình sẽ gọi là cô chú đi ha. Tại vì chắc cô chú cũng tuổi còn khá là trẻ. Con chào cô chú. Dạ. Chào cô, chào chú. Dạ, chào. Ô, đợi cô chú, mẹ bé Kim Chi nói là ông nội bà nội về sớm lắm. Trời ơi. Khoảng 5 giờ về mà bữa nay về trễ bà nội. Bữa nay thấy quả rau nè. Dạ, rau muống ha. Rau muống thì rau lan. Rau muống, cái này con đeo cái mít thôi. Dạ. Dạ. Rau muống với rau lan. Đọt lan á hả cô? Đọt lan. À. Ừ. Ngon quá luôn nè. Như vậy là một bó vậy là mình bán được bao nhiêu cô? À, hai bó 5.000 hả? Ôi, hai bó có 5.000 luôn. Hai bó 5.000. Mình ở quê mà đâu có bán mắc được, mắc cái người ta không mua. Cô năm nay bao nhiêu rồi? À, tôi 51 tuổi. 51 hả? Bà nội chứ mới 51 thôi, kêu bằng cô con cháu. Rau muống nè, chưa bó lại nghe cái quýnh nó trơn chạy 55 về. 55 ha. Rồi rau muống hái luôn ha. Dưa leo nữa kìa. Dưa leo. Hái ở đây xa không cô? À, cách đây cũng đi tới lui là tính ra cũng phải 500 thước á. 500 mét hả? Nghe nói là sáng là bà nội là phải đưa bé Kim Chi đi học. Rồi ở đó đợi luôn. Sáng. Rồi về cơm nước rồi xong rồi mới đi ra ngoài đồng hái rau. Vậy hả? Thương ghê. Bỏ nhà mình lên. Bỏ nhà mình lên trời ơi. Nó vợ nó cũng dám ở nhà mình lên rồi. Hái từ mấy giờ đến mấy giờ cô? À? Hái từ mấy giờ đến mấy giờ? À, 1 giờ. 1 giờ chiều là hái. 5 giờ mới về. Tôi đi. Tôi đi ra ngoài tôi hái vòng vòng rau này rau kia rồi cái còn dưa leo này thì cái bà chị gì ở đẳng bà cho mượn khúc á, khúc bờ kinh gì nè, trồng được bịch dưa leo hái được nhiêu đó. Bán ngày đi chợ bán được nhiêu? À, 2 ký 15.000. Nhưng mà bán hết mỗi một ngày là tiền đi chợ mình bán hết á? Bữa nào có dưa leo thì cũng được 70-80, còn bữa nào rau không thì 30-40. Ngày mai này là bé Kim Chi không có đi học là bà nội phải đi tự đi bán mình lên hả? Không đi học phải đi hái rau bán. Hết trơn đóng đột lan này có 20.000 nè. Dạ. Ừ. Còn hết trơn cái đóng rau muống nó chừng 20-25.000 hả? Nghe nói ngoài việc mà chú mà chở cô đi hái rau muống thì còn có đặt kéo côn gì đó hả? Có. Tại vì nghe anh ở trên này nói là chú có đi kéo côn đó. Dạ có. Có dăng lưới nữa hả cô? À, có kéo côn mà thả lưới cái mà Vinh đó lưới đó. Là mình sống với cái nghề ruộng thôi. Nghề hái rau với lại làm cá thôi. Hái rau với làm cá. Mà cô chở bé Kim Chi là đi đến trường cách đây xa không? À, tới trường trung học Vị Thanh ba nè. Đó à, bảy trường mấy cây trung cơ? Học Vị Thanh. Dạ là mấy cây? 14 nhỏ chổng. À. Đây chổng 2 cây rưỡi á. 2 cây rưỡi. Bây giờ 5 cây số. Ờ thôi thì để cho ông nội với là bà nội lên và chắc có lẽ là tụi con á. Nhờ cô chia sẻ là một cái hình ảnh là không biết là làm sao nghĩ cách nào mà cô có thể để cho bé Kim Chi lên một cái sọt mà cô chở đi. Thì con muốn thấy lại cái hình ảnh đó. Mà để thấy được cái hình ảnh đó thì ở đây người dân người ta thấy quen mắt lắm rồi. Nhưng mà đối với bản thân của tụi con từ Đồng Tháp đến đây á thì chưa gặp bao giờ. Và đặc biệt hình ảnh đó đối với tụi con á, anh em của tụi con rất là xúc động luôn. Thôi bây giờ mình lên ha cô. Dạ, cái bọ đẩy bé cái cách hàng ngày cô làm sao á, cô chia sẻ lại. Dạ, dạ. Rồi tụi con sẽ chia sẻ hình ảnh này để mọi người có thể hiểu thêm. Rồi thì sớm cô nói là Kim Chi bây giờ nó đã lớn rồi thì bỏ nó ở nhà được, và trước đó thì Kim Chi còn nhỏ thì cô chở theo luôn á hả? Chở theo đi nó hái luôn. Hái rau mà chở theo mà chở bằng cách nào vậy cô? À, bỏ nó dưới chuồng cái lấy cái nón á. Dạ. Cho nó ngồi rồi đậu chỗ có bóng mát, đậu chỗ bóng mát rồi cái mình lên mình hái, chừng nào hết rau cái mình xuống mình đi chỗ khác nữa. Ồ rồi về bé ở dưới chuồng về nguy hiểm không cô? Bé nó ngoan. Nó vợ nó không có, bởi người ta nói sao rồi tôi gan quá dám bỏ nhỏ vậy. Ồ. Nhưng mà sự thật là nó không có lý lắc như nít của người ta. Dạ. Rồi vậy mình vô nhà hết luôn. Thôi để cho truyền tiếp cho bà nội, truyền tiếp với ông nội. Khỏi dạ khỏi ha. Thôi cậu để ông làm đi. Dạ.
Rồi đây là cái công việc hàng ngày của ông nội với bà nội cho bé Kim Chi. Kim Chi ơi, đâu bà nội hàng ngày á là chở Kim Chi đi học sao đâu? Các chú muốn xem thử nè. Rồi, để lên cái sọt cho chú coi cái nha. Là cái sọt này là tôi chở nữa là. Để lại trước rồi cho là bé nằm ở đó rồi đi ra đường này luôn. Rồi đi luôn. Dạ. Đi đại đi khỏi bỏ dép bỏ giày chứ á, đi mang đi. Nhà không có sạch đâu, tối ngày không có làm. Nhà có dột dữ không cô? Hả? Nhà dột dữ không? Cắt dột hết rồi đúng không? Ba cái đồ này nhờ ở nhà trên đó, người ta cắt, người ta cho đồ cũ của mình. Đây. Ở đây là cô thấy những cái tấm giấy khen của Kim Chi hả cô? Dạ. Cái đó là giấy khen của Kim Chi đó, từ hồi lớp mầm cho tới lớp 7 luôn. Ủa, lớp 6, năm nay lớp 7. À, là cái gỗ này là tôi chở nó là 7 năm rồi. Cái gỗ này 7 năm rồi, có thai không? Có, ba cái rồi đó. Ở dưới này lót nệm hả? À, cái này cái gối cho nó ngồi. Cái gối đâu? Cái gối lót cái đít nè. À, có cái gối. Cái này cái áo của nó với cái nón. Sở dĩ anh em á là phải nói với lại cô chở đi gấp, tại vì bây giờ còn ánh sáng á, nên thử rồi thử đây thấy cô thì như thế nào hơn, rồi đi xíu nữa tâm sự nhiều hơn. Ừ, gì đó. Rồi đi ngang người ta có nhìn, người ta có nói này nói kia không? Hả? À? Người ta có nói này nói kia không? Chiếc xe đạp này luôn hả? Chiếc xe đạp này luôn á. Trời ơi, 7 năm rồi. Chiếc xe đó là tôi chở nó 3 năm, 4 năm. Rồi giờ nó yếu quá rồi. Rồi nhỏ em ở xóm đằng kia đó cho cái chiếc xe này. Dạ. Yeah. Mới cho chiếc xe này 2 năm, là năm lên lớp 6 lên trường Vị Thanh á. Thôi cô chạy tới đằng cái bảng đó cô quay lại được hả? À, để tôi đó mấy cây số như vậy á cô bác anh chị. Thôi quay lại được rồi cô. Thấy thương quá. Đúng rồi. Ôi ơi. Hình ảnh này mà gắn bó với cô cũng đã là 7 năm qua rồi. Rồi cô lên cô chạy đi. Dắt hay là lên xe luôn? Dạ cô chạy luôn đi cô. Cô chạy hàng ngày cô chạy sao cô cứ chạy. Đây là một hình ảnh rất là thực tế nha cô bác anh chị. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thương ghê. Mấy cọng dây này là cột mà mấy chú biết không, là mỗi một cọng một bọc gao. Máng gao theo luôn. Tôi treo gao vòng vòng đây với ở trước là cái cặp với nước của nó. Dạ. Còn cọng dây này mỗi cọng là một bọc gao đó. Đúng là trong cái khó thì sẽ khó ló ra cái khôn đúng không? Đúng rồi. Mà cô bà nội thì phải rất là thương cháu thì mới làm được như vậy. Dạ. Rồi giờ á là nó như vậy là cái đi đưa nó đi học là cái niềm vui của nó. Dạ. Tôi cũng cố gắng giá trời cho tôi có sức khỏe để tôi đưa hoài, cho nó đi học hoài tới đâu hay tới đó hả? Ồ bà nội nói nghe thương ghê á. Dạ. Rồi lên trường Chảnh cũng ở Chảnh luôn mà học nó lớp 7 rồi á, đâu có như là trường tiểu học ở đây. Mỗi một môn á là mình phải qua một phòng. Rồi ẩm nó chuyển suốt luôn. Là cô đưa đến đó là cô phải chờ chừng nào về là đi về luôn. Chờ cho nó về học xong rồi coi tới cái môn đó nó có chuyển phòng qua bên kia không. Dạ. Yeah. Nếu có thì ẩm. Chiếc xe này bán những cái bó rau này rồi cô đưa đến đó học rồi sao bán rau hả cô? Cô thầy rồi dọc đường rồi với mấy bà ở gần trường á, người ta thấy người ta biết rồi cái người ta ủng hộ hết trơn hả. Dạ. Bữa nào vừa tới đưa bé lên rồi thì chở xuống là người mới mấy cô là mua nhiều. Thì người ta ủng hộ hết trơn, không có bữa nào ế chứ. Nhất là rau đồng mình dễ bán lắm. Tại bữa nay á, là chủ nhật rồi ngày mai chủ nhật không có đi học, chứ phải có đi học là hái nhãn lồng nữa chứ không phải cái đó không. Rau đó là để mai đi bán sớm này. Ngày mai sáng là cô phải đi bán xong chiều cô đi hái. Dạ. À. Rồi chiều đi hái mới lên trường. Dạ. Rồi giờ ngày mai á, đi bán ở sớm hướng này. Dạ. Ngày mai sáng này đi bán hơn. Thì mình phải mỗi ngày phải đi bán là chứ. Là cứ đạp xe đạp đi bán suốt vậy. Đạp xe đạp đi bán. Đạp cái xe nhỏ đó đó.
xe kia là để rau, còn nếu như mà ngày đi học thì lấy xe này. Ừ, đi bà học nói... thì xe này. Dạ. Còn đi bán rau ở xóm chỉ có ngày chủ nhật, à lúc này chỉ có ngày chủ nhật là đi bán ở xóm này thôi, còn ngoài ra là thứ hai bắt đầu từ thứ 2 thứ 7 là rau là treo gì không đó, vậy đó. Rồi lên trường rồi mấy cô với mấy gì ở gần đó đó, người ta bán bánh mì đồ đó là người ta dưa leo đồ, người ta lấy một bọc hết trơn. Có người bán 2 kg 15 ha, có người lấy một bọc người ta trả mình 10.000 luôn, thối người ta không lấy. Bà nội sao tâm sự muốn khóc rồi kìa. Chú nói lớn tôi biết. À bà nội lãng bị tài. Bà nội bị lẳng tay luôn ha. Thôi để cho bà nội dẫn dắt xe vô trong đi. Mỗi một ngày thu nhập là chỉ được 70-80 nghìn thôi. À, có bữa thì cũng 30-40, có bữa mình hái được nhiều á thì được 70-80. Dạ. Rồi có bữa không hái được nhiều thì 30-40. Ngày nông cực quá cô bác của anh chị, làm ra đồng tiền cũng rất là khó. Bây giờ chú nghĩ đi, bây giờ mình sống rồi có cái vui là thấy cháu nó vui vẻ là mình thấy hạnh phúc rồi, thấy quên cái nỗi mà cực khổ luôn đó. Cực khổ dữ lắm mà đều quên. Cháu nó học giỏi cái nữa nó lãnh, mà tới cuối năm mà nó lãnh giấy khen cái là tôi quên hết trong cực khổ đưa nó đi học. Thấy mấy bạn á là được ba mẹ đưa đi học bằng cái chiếc xe gắn máy lớn á, mình ngồi như thế này bà nội lại cho trong một cái sọt như thế này nè. Có buồn không? Vì sao? Nội thương. Nội thương ha. Nội thương nên Kim Chi không có buồn, đúng không? Mà mình đi như thế này mà lỡ mưa thì sao? Có áo mưa. Kim Chi có áo mưa, bà nội trùm cho Kim Chi hay sao? Chính bài. Đúng rồi. Thì lúc mà ngồi trong cái giọt này nè, Kim Chi có cảm thấy mình khó chịu không? Không. Vì sao? Vừa. Không biết thì bà nội làm như cách nào á mà có thể suy nghĩ ra mà trong một cái sọt như thế nào. Không biết á là ngồi trong cái sọt này nè là không khó chịu, đúng không Kim Chi? Vì sao? Nói con nó lớn rồi. Khóc nữa rồi. Không biết thì như thế nào mà bà nội là nghĩ ra cái sọt này 7 năm trước để mà đưa cháu mình vô đây để chở đi đến trường. Tại vì cháu nó đi không được rồi, cái năm mà mẫu giáo á thì nó có cái xe nhỏ, có cái xe đạp nhỏ xíu à, cái xe đạp cũ người ta cho đó, rồi dắt thôi, kêu nó lên xe rồi dắt bộ đi lại đầu dàm đằng này là có cái trường mẫu giáo. Rồi sau khi nó lên lớp 1 á thì lên tới trường tiểu học chỉ thành ba tới trên, cao quá đi, dạ. xa quá cái xe đó là đưa nó tới lớp 3. Dạ, xe đằng kia á hả? Dạ. Cái xe đó đó đưa dạ. nó tới lớp 3, nhưng mà cũng là cái gỗ đỏ này mà đều hư 3 cái rồi. Ồ, cái vỏ này là hư 3 cái rồi. Cái này là 2 năm rồi. Cái này là năm này lên trường trung học chỉnh năm lớp 6, năm lớp 7. Là hồi năm lớp 6 tới giờ gỗ này. Đây là một hình ảnh mà đi ha, cô bé đến trường tìm con chữ mà nó phải nói là độc lạ ở Việt Nam luôn. Đâu có ai mà ngồi nghỉ lọt hổm trong cái sọt gì để đi đến trường để tìm con chữ. Mà chỉ có đủ tình yêu thương, đủ nghị lực, phấn đấu thì mới có làm được như thế này. Và bé mới có học giỏi như vậy. Chúc mừng bà nội đã có cháu ngoan. Bà nội cố gắng lên nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có nhiều người ta nói vậy nè, ta nói tôi á là tại mà đưa nó đi học là biến không mà người đi đưa đi học chứ nó học để nó làm ông này bà kia nó làm cái gì mà đưa đi học. Bởi tôi học được không? Ai ở trong cảnh này á là mới biết thôi, cháu tôi á nó đã như gì thì nó quá thiệt rồi. Chỉ có đi học á là ăn liềm ăn ủi lớn nhất của bé, rồi tôi cố gắng. Chứ không phải mà nó học mà đấy nó làm ông này bà kia. Bởi vì tôi nói giờ ai nói gì nói kệ, miễn cháu tôi nó vui vẻ, nó vô từ nó sống với tôi là được rồi. Nó vậy đó. Niềm vui của bé cũng là nghị lực của cô. Thấy bé vui thì cô lúc nào cũng phấn đấu lên để đưa đời này được. Mình còn gì nữa mà giàu nữa. Kiếm ăn lay lắt qua ngày, cái miếng ăn nó không có gì không sao, chừng có gì ăn đấy. Mà miễn là cháu nó vui, nó đừng đau ốm bệnh hoạn thì tôi đưa nó đi học suốt luôn đó. Nè thiệt luôn á, 3 tháng hè hen là nó có thể là nó đi tới bác sĩ là khoảng 10 lần. Nhưng mà 9 tháng học rồi hả,
không đi một lần nào luôn. Nó lên trường nó rất vui vẻ, nó phấn khởi lắm. Nó cũng có nhiều bạn bè hâm mộ lắm hèn, chứ không phải mà gì mà người ta xa lánh nó đâu ạ. À, mấy chị, lớp 9, lớp 8 đó là người ta cũng sinh nhật, người ta cũng tặng quà, tặng gấu đồ cho nó nữa đó. Rồi trung thu này là người ta thấy người ta cũng cho bánh, cho đồ là mấy bạn lớp 8, lớp 9, rồi nhiều khi quyên góp lại mua sữa cho bé nữa. Rồi à, mấy cô, mấy thầy, nói chung ra là lên trường chỏn hồi năm lớp 6 là nhiều người quan tâm nó dữ lắm luôn. Cho nên lúc đầu tôi lên tôi thấy sơ dơ sững sững, tôi cũng không biết sao mà để cho cháu tôi nó học nữa. Hoàn cảnh là như vậy mà không biết lo nổi hay không. Mà cháu nó thì nó không chịu nghỉ. Rồi cái lên chảnh nhờ vô đầu năm cái thầy cô ai thấy nó rồi cũng lật đật qua coi. Rồi mấy chị lớp 8, lớp 9 cũng quyên góp cho sữa, cho tiền, rồi cho tập. Thầy hiệu trưởng quyên góp vận động mỗi tháng cho bé được ít trăm lận mà đỡ cho bà nội đó, như vậy đó mà qua đây lát tí năm nay năm lớp 7 á chạy về tao nghe điện thoại bà nội có khi nào dạ có bà nội có khi nào sợ mình không đủ sức khỏe để mình đưa cháu mình đi học không? Cũng lo lắm, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mình lo quá thì mình sanh bệnh thôi, vô tư đi tới đâu hay tới đó, khỏi lo khỏi gầu chân yêu cầu mà cháu nó cười là mình cười đi. Hỏi thiệt bà nội nè, khi thấy người ta đi chiếc xe gắn máy, người ta chạy, bản thân của mình lại chở đèo cháu mình trên một cái sọt như thế này, có khi nào bà nội vừa chạy vừa khóc không? Không, không đâu. Hỏi cháu nó chứ mà bà nội chở con đi gì con chịu, hay là bà nội đi chạy xe máy cho con? Thôi bà nội chở con gì đi là thấy mừng. Nếu bà nội chở con về xe đạp đi là thấy mừng rồi đó, không có buồn. Bà nội dự định là cho Kim Chi học hết lớp 12 luôn, hết phổ thông luôn không? Nó học tới đâu là tôi đưa tới đó hết luôn. Vì đâu mà bà nội lại có một cái nghị lực tuyệt vời như vậy? Tại vì hồi đó gia đình tôi thì cũng khổ, nhà con cái cũng đông, thành ra tôi thất học. Rồi tôi sanh ra cha nó, tôi nghèo nữa, tôi không cho cha nó đi học được. Rồi bây giờ nó học giỏi quá cho nên là tôi phải gắng cố gắng đưa cho nó học coi nó tới đâu. Với hơn nữa tuổi mình đã lớn rồi, nếu mà tôi mà có gì trước cháu đó, thì nó sống sao? Cho nó học coi nữa coi sao, thầy cô coi có giúp nó ở được qua cái làm qua cái công việc gì dành cho nó thì tôi cũng an tâm phần nào. Nghe bà nội kể mà thương ghê á. Bà nội hiện nay có ước muốn gì không? Có ước muốn gì không? Hả? Có ước muốn gì không? À, ước chứ, cũng ước lắm chứ mà không dám ước mấy. Nói đi. Nói cho người ta nghe. Cô nói đi. Ước mong sao mà tôi thì có bệnh trong mình nữa, rồi coi cái ở trên thì có Quỳnh Mạnh Thường Quân rồi có thấy có giúp cho tôi đặng tôi trị bệnh, đặng tôi lo cho cháu. Bệnh gì cô? Tôi bây giờ tôi bị đường cao với huyết áp, đường với huyết áp á, với bị viêm phế quản khoảng chừng tới nước gông rồi đó, nó hơi mệt đó. Không có tiền đi trị bệnh hay sao? Lo cho cháu rồi lo miếng ăn còn không kịp nữa, đâu ra chỉ trị bệnh chú ơi. Không có vòng vòng này ở đây nói chung ra là một năm 12 tháng tôi cũng không ra khỏi nhà, tại vì đi đưa cháu đi học về rồi là lủi ra đồng hái rau đồ vậy thôi chứ không có thời gian đi chơi nữa. Không có ngày nào mà nghỉ tay chân nó khỏe hết. À, không có nghỉ. Khổ lắm, không có ngủ. Như hôm đó nay là tay tôi nó bị tê. Nè bây giờ nè nó tê gì nè, để hồi bắt đầu cái nó bị rung rung nên là ấy nó tê mất cảm giác luôn, không cảm gì luôn biết hả? Hết trơn á. Cái tay có nghĩa là cô? Có dấu hiệu của tai biến luôn á. Là tê tay là có dấu hiệu của tai biến. Vậy mất. Giờ chạy xe sao cô? Rồi nó mỏi lắm, nó tê nó mỏi lắm, một khúc cái phải dừng lại đặng bóp cho nó giãn rồi mới chạy nữa. Ồ rồi. Vậy là cái căn bệnh này. Vậy có cháu mình cũng phải liệu gì đó, chạy chậm chậm rồi cái dừng lại. Dừng lại rồi thở phốp tay chân rồi bị hồi đó tay tôi nó bị gãy nè. Thì nó còn cái khớp đó. Thấy thương quá. Rồi không có đi nhà thương đăng gì trơn, chỉ bó thuốc bắc thôi.
Tụi con muốn hỏi là ở trên đó mình dâng những cái màn để mà không bị mưa hay là hạ nhiệt? Mưa nó dột tùm lum hết trơn. Nhà này mình cắt lâu chưa? Năm nay nó 8-9 năm rồi chú. Nhà bên từ thiện đã cho á. Nhà từ thiện đã cho. Có muốn ước muốn sửa được cái ngôi nhà lại không? Chắc tôi cũng không dám mơ nữa. Câu nói thật thà nhất của người miền Tây cô bác anh chị. Có ước muốn thì cũng không có dám mơ, mà mơ cũng sợ không có được, thành thử là mình bị hụt hẫng. Cũng không dám. Dạ. Chỉ ước giao mà cho nó đủ ăn thôi, chứ còn ở thì mình thấy mình nhìn lên thì mình không bằng ai, chứ nhìn xuống đỡ hơn mấy người ở gầm cầu nữa. Và nó hơi đỡ trời hơn. Trời ơi trời. Vì sao nữa mình cũng có cái mái ấm nè. Nó đỡ hơn, dù sao có gì sẵn như cái đã dùng. Chứ không phải ở đây tao nói tự động. Che khu thu. Khi mà anh em của tụi mình quay video clip á, có bà cụ kế bên nè. Bà cụ muốn chia sẻ rằng cái cuộc sống của hai bà cháu như thế này rất là cực khổ. Thành thử là bà cụ cũng muốn nói để cho mà mọi người hiểu thêm về cuộc sống. Tại vì bà nội nói tí xíu hồi bà nội bên cạnh nè. Đó, nên là nữ là bây giờ chưa có được ăn cơm luôn nè, đúng không cô? Tôi nhà tôi ăn cơm được á là cũng khoảng 8 giờ. 8 giờ mới ăn cơm. Ôi trời. Bây giờ chưa có nấu, chưa có gì trơn, chưa làm gì trơn. Hôm nay mình dự định mình ăn cơm với gì? 8-9 giờ mới ăn cơm. Mình ăn cơm với gì? Nhà có gì ăn nấy à, anh thả lưới hôm qua được mấy con cá mè vinh muối em lát chiên. À thành thử là bé Kim Chi nói là con thích ăn với cá mè vinh. Thôi thì bây giờ để cho bé vô trong đi, rồi mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của bé riêng ha. Ha bà nội ha, và cũng thay mặt chú Quý Mạnh Thường Quân á, để hỗ trợ gửi cái phần quà cho bà nội ha. Còn bây giờ thì cho bà nội dắt xe, để cho bé vô nằm ở trong kia. Tao nói chuyện với chú, tao khỏi bé chậu. Con đâu biết mấy chú này xuống đâu, phải biết vô sớm chút. Tao đâu có lộ con. Vô. Đây nè, hình ảnh bé Chi này là từ hồi này là lớp lá, bên đây lớp mầm là nó ra trường luôn á. Trước đó thì bé Kim Chi vẫn đứng được hả cô? Đứng được. Là hồi năm lớp 2 nó còn đi góp bài cho cô nó được. Rồi qua năm lớp 3 là nó tự nhiên không còn đi được nữa. Rồi, mà cơ thể càng ngày càng bé xuống đúng không? Cô nó cũng bắt vận động đồ nha. Đi à, tập đi cái về cái nó bắt tôi bóp chân nó quá trời luôn, nó nhức quá trời nội ơi, ngủ không được, sáng đêm bé ngủ không được. Dạ. Thôi thì bây giờ như thế này, bà nội ẵm cho bé ngồi đây trong được kia không? Chơi đi. Vô... Rồi gặp riêng bà nội, tâm sự với bà nội tí xíu ha. Tâm sự với bà nội về cái câu chuyện của bé, thả bé vô trong đi. Cho nằm võng đi ha. Như vậy là trời cũng đã chạng vạng tối, bà nội vẫn chưa được ăn cơm. Và đoạn video clip này các anh em mình sẽ kết thúc tại đây. Rất mong là video cô bác anh chị sẽ đón video clip tiếp theo về cái câu chuyện của ba và mẹ bé Kim Chi, cũng như là cuộc sống của bé Kim Chi hiện tại như thế nào hả cô bác anh chị, cũng như là các anh em sẽ thay mặt Quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ một phần quà thiết thực nhất cho cả gia đình.